Chung cư HH2C Linh Đàm một ngày sau khi xảy ra sự cố, các thang máy đã hoạt động bình thường. Để đảm bảo an toàn và giảm tải cư dân di chuyển, thì đây là phương án được bên kỹ thuật thống nhất với người dân theo các múi giờ. Các cái hàng này là tầng, 21 tầng chia đều ra 3 thang và mỗi thang là 7. Có chia thang như thế này thì cũng chỉ là phương án rất là tạm thời thôi. Và đến hôm nay cái tình trạng chia thang này, tôi đi ra và tôi không bấm được thang máy. Không, tôi cũng không biết thông tin là phải chờ. Và nếu có chờ thì tôi không biết chờ đến bao giờ và nó có mở ra cho tôi không. Lúc đó thì mỗi thang hàng bấm được thôi và tôi đi thang hàng. Nói chung là đến cái tâm lý thì hôm qua đưa con đi về thì vợ có dặn là không đưa con đi thang đấy nữa, mà là phải đưa con đi sang cái thang hàng. Cho nên nhưng mà hôm nay thấy chắc là mình cũng nghĩ được là mọi người đi được thì thôi mình cứ vào đi. Bây giờ lúc đấy là thời điểm nó đông, cho nên không có sự lựa chọn, cho nên là mình vào thôi. Thế thời giờ cái gọi là cái giờ cao điểm là đưa các cháu đi học nhiều, học sinh rất là đông, cho nên mà cái tình trạng này các bậc phụ huynh là rất là lo lắng. Lo lắng cũng là tâm trạng chung của nhiều hộ dân đang sinh sống ở đây, nhất là sau khi xem lại đoạn video ghi lại sự cố ngày hôm qua trong thang máy. Chỉ cần chậm một giây thôi thì người đàn ông mặc áo sơ mi trắng này không biết sẽ như thế nào. Đây mình là áo xám này, đấy còn bạn đây là bạn kỹ thuật, đấy bạn vào thang bạn chỉnh cái gì ở trong đấy. Người ra vẫn người ra người vào. Thì sau cái thì bạn đứng bạn bảo vào thang. Anh áo trắng thì đi bước vào. Thì hai anh em đang tâm lý đang hơi hoảng loạn tí. Thì tích lắc đấy nó chỉ trong tích tắc 1-2 giây. Nếu mà không nhanh là cũng nguy hiểm đến tính mạng. Trao đổi với phóng viên, đại diện của Hiệp hội Thang máy Việt Nam thống kê có đến 40% lỗi gây ra dừng thang máy thì đều từ phần cửa. Một số kỹ thuật viên đã dùng các thủ thuật đấu tắt mạch an toàn khiến cho thang máy hoạt động trong tình trạng không đảm bảo an toàn về cửa. Thì như vậy, cái việc mà cửa chưa đóng an toàn, cái anh áo trắng đang bị kẹt ở giữa thì kiểu gì cửa cũng phải mở trở lại. Dùng những thủ thuật đấy để họ làm sao? Họ đêm hôm đỡ phải chạy, đỡ phải trực, tối ngủ cho nó ngon. Bởi vì tình trạng mà giả sử mà không đấu cái đấy thì những cái lỗi mà do cái hệ thống an toàn của cửa bị xâm phạm khiến cho thang phải dừng để đảm bảo cho người đi lại an toàn thì bị vô hiệu hóa, khiến cho thang cứ chạy trong tình trạng là những cái vấn đề nguy hiểm đến an toàn đấy thì không được cảnh báo và thang không dừng thì họ ngủ ngon giấc. Người dân khi sử dụng thang máy thì nên mang theo điện thoại để liên lạc nếu thấy dấu hiệu xảy ra sự cố. Khi thang máy mắc kẹt, người dân nên bình tĩnh, không nên cố gắng dùng sức tác động vào cửa thang máy. Trường hợp bị kẹt trong buồng thang máy mà không mang điện thoại, thang máy bị mất điện, hãy dùng tay hoặc lấy giày dép đập vào cửa thang máy để ra hiệu.